Nữ sinh viên kể lại giây phút thoát khỏi đám cháy chung cư mini ở Hà Nội. Một là chết, hai là liều. Nữ sinh viên năm 2 đang tắm thì bất ngờ ngửi thấy mùi khét. Khi ra ngoài thì phát hiện nhiều xe máy dưới tầng 1 cháy ngùn ngụt. Cô đã cuốn chăn, cố gắng chạy qua ngọn lửa để ra ngoài. Đang tắm thì thấy mùi khét. Gần một ngày sau vụ cháy chung cư mini 6 tầng ở ngõ 132 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, những người thuê trọ tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Khoảng 6 giờ tối, khi đó em đang tắm thì bất ngờ ngửi thấy mùi khét. Lúc đầu em chỉ nghĩ hàng xóm đốt cái gì đó thôi, nhưng càng về sau, mùi khét càng nặng hơn. Em vội vàng mặc quần áo vào, chạy ra ngoài xem đã thấy khói đen xộc lên từ tầng 1. Khi đó lửa vẫn còn nhỏ, em đi xuống cầu thang định chạy ra ngoài, nhưng không được vì đoạn đường dài quá. Cuối cùng thì em lên phòng lấy chăn bông, cuốn quanh người, sau đó liều mạng băn thật nhanh qua cửa. Lúc chuẩn bị chạy em sợ lắm, nhưng trong đầu em lúc đó nghĩ, một là liều, hai là chết. NTN, sinh viên năm 2 thuê trọ tại tầng 3 chung cư bị cháy, chia sẻ. Nữ sinh viên kể, thời điểm xảy ra vụ cháy có 11 người bên trong. Những người ở tầng 2 và tầng 3 đều thoát thân bằng lối cửa chính ở tầng 1. Còn những người ở tầng 4 và tầng 5 thì lực lượng chức năng giải cứu từ trên nóc nhà. Căn chung cư bọn em thuê có 6 tầng, một tum. Nóc căn nhà bị cháy sát với mái nhà hàng xóm nên lực lượng cứu hỏa đã đưa các anh chị ở tầng cao sang mái nhà hàng xóm an toàn. Cũng may mà các anh cảnh sát cứu hỏa đến kịp thời, chứ nếu muộn một chút nữa thì em nghĩ sẽ có thiệt hại về người, nữ sinh viên này nói. Cũng theo nữ sinh này, ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 1, thời điểm đó có khoảng trên dưới 10 chiếc xe máy, không lâu sau ngọn lửa bắt vào nguồn điện dẫn đến chập điện, từ đó cháy lan sang khắp các tầng trong chung cư. Sáng nay ngày 24 tháng 10, những người thuê trọ tại đây tất bật dọn dẹp lại phòng, thu dọn lại những món đồ chưa bị hỏng để chuyển đi nơi khác. Chưa dám nói với bố mẹ. Một nữ sinh viên khác thuê trọ tại chung cư xảy ra vụ cháy cho biết, sau khi được giải cứu, thoát nạn từ đêm qua cho tới sáng nay, mọi người vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi. Tuy là ở cùng một nhà suốt gần 2 năm, nhưng chẳng mấy khi nói chuyện, gặp nhau, chỉ chào xã giao. Nhưng sau sự việc tối qua, mọi người đã gần gũi hơn, động viên chia sẻ cùng nhau. Ở vào những hoàn cảnh thế này mới thấy tình người thật quý mến. Ai cũng buồn vì tổn thất tài sản, nhưng vẫn cảm thấy rất may vì mọi người đều an toàn, nữ sinh viên chia sẻ. Đa số những người thoát nạn trong vụ cháy đều đã gọi điện thông báo và nhờ đến sự hỗ trợ của người thân. Tuy nhiên, cũng có những người không thông báo cho gia đình vì sợ người thân lo lắng hơn. Em quê ở xa lắm, nhà em lại nghèo nữa. Bố mẹ em phải vay mượn tiền mới mua được cho em cái xe máy để đi học. Bây giờ xe cháy mất rồi, em không biết phải giải thích với bố mẹ thế nào nữa, nữ sinh viên này chia sẻ.